Xin chào cả nhà buổi sáng. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, sáng ngày hôm nay cuối tuần gia đình Lúa Đồng Tháp không có đi săn bắt cả nhà. Mấy bữa nay mọi người cũng mệt rồi, hôm nay sẽ tới ngày mình đi chợ tẩm bổ lại cho mọi người. Thì ngày hôm nay, hành trình ngày hôm nay có chú Út. Bác Út Tiền Giang. Anh Út. Với lại Giang. Thì bây giờ bố bác cháu sẽ đi chợ nha cả nhà. Thì hôm bữa có một số cô chú anh chị là yêu cầu Hằng ơi em đi quay lại cảnh chợ Tân Công Xính. Thì hôm nay mình sẽ đi chợ Tân Công Xính nha cả nhà. Hiện tại bây giờ mới có 6:30 thôi. Xin mời cả nhà cùng đi chợ với gia đình Muôn Lúa Đồng Tháp. Lâu lắm rồi không có quay clip đi chợ cả nhà. Rồi đi thôi. Ai đợi nó đường làng nha. Mình đã tới chợ Tân Công Xính rồi nha cả nhà. Ép vô xe nha. Cả nhà mình đi tới chợ rồi, giờ bắt đầu đi chợ nghe. Chứ đây là mình mua đồ trước hay là mình ăn sáng trước rồi rồi? Sáng trước đi. Sáng trước ăn về, ăn đầu. Em thấy đi chợ mua đồ trước đi để hết đồ á. Ừ, đi ăn mua đồ trước khoảng sáng hết đồ ăn sáng. Mình chợ đi. Chợ đi, chắc giờ mọi người còn đông rồi mình đi chợ đi. 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 Rồi, khoan cho Giang đi trước đi quý vị. Đầu chợ mình đi vô nha cả nhà, thì lâu lâu đi chợ nó cũng sẽ có nhiều thay đổi. Ở đây có thêm một sạp bánh mì, bánh trái cây. Ở đây là bánh. Ủa bữa nay cái con hủ tiếu không có bán hả chị? Nghỉ luôn rồi. Nghỉ luôn hả? Ờ, hẹn chi mấy bữa nay đi mấy ngày luôn không? Tại vì nó bệnh á. Dạ. Có bánh khoai mì nữa nè. Bánh tự nhiên. Bánh làng trứng. Quá chỉ rồi mà chưa mua được cái gì hết trơn. Đây là đây tới gian hàng của bà Bảy nè. Ăn gì mấy anh trai? Đứng dòm chứ. Trời, cô Hằng. Con ăn gì Tết? Con lúa đồng tháp ăn bánh bò đi. Chào bà Bảy. Chào. Sáng nay trời âm u quá bà Bảy ơi, có hầu à. Con lúa đồng tháp che mấy cái dù nó cũng tối. Bà Bảy có bán sâm nè. À, bánh cầu. Bánh bò. Bánh bò. Bánh bò này có nước cốt dừa nữa nha. Đậu xanh. Đậu hả? Làm hơi bự luôn đi Nam ơi. Bò nước cốt. Bò nước cốt. Xăm kìa mình ăn xăm đi cho mét. Chưa cho mét. Giao. Để gì để mà có nước cốt được rồi. Để chưa về nhập đá hả? Chưa, anh về anh đẩy vô. Anh đẩy vô tủ chưa mát ngon lắm. 5 ly đi. Cho bà sáu nữa. Có bọc bự này bán. Đứng ăn tí ra nè. Có bọc bự hồi bán cái tiền sách bỏ vô bọc bự. Này mát nha.
cho mẹ hả? Nước cốt dừa đường cá. Mấy ly mua mấy ly vậy quý vị? 5 ly. Như bịch đường. Đường. Để tính ăn gì? 4 bịch đường, 1 ly là 1 bịch đường. Rồi. Bác Út đang thẳng tiến xuống chợ. Chợ gì? Chợ thực phẩm. Rồi bữa nay trái cây nghỉ luôn. Bữa nay trái cây nghỉ luôn rồi, chị Kiều nghỉ rồi. Cây vô mắm. Bà hai vô mắm. Trâu luôn. Mày đưa tao lên đài. Đưa lên đài. Bóng súng đồ hồ. Cái này trong trời mình có rồi đó, nhưng mà bữa giờ mình chưa có đi hả? Hôm qua bà mua rồi, cái bà quên bữa mẹ em á hả? À, đi chợ bà bỏ quên cam hả? Bỏ quên lại. Thì chị bỏ vô đi, hồi em cầm về cho. Út cũng đi kiếm cái gì vậy? Ủa là nãy giờ Út đi kiếm cái gì vậy? Kiếm gà này nè. Hả? Gà này có gà ống trứng không? Dạ, có ống trứng, bao trứng luôn. Bao trứng hả? Rồi, đẻ hai trứng mà. Gà này bán sao? Dạ, 130 ký. Dạ. Hút luôn đi, nào ở đây gì hết. Con đó mập không anh Đào? Cũng được. Cũng được thôi con. Con này không được mập rồi nè. Con này không được mập. Mà. Gì không anh? Bắt đó này. Ờ, con đó. Đó đâu mấy con vịt đó. Con mập, con vịt. Rồi. Rồi để anh tèm khám, anh tèm anh khám hay lắm. Rồi mập không anh? Lụm chưa, lụm chưa? Lụm. Rồi, lụm. Nước đâu bữa nay cho. Dạ. Bữa nay cho đâu. Nước nhắc đại lý luôn. 325. Hai con gà 2,5 kg nha. Sao thấy không vui chưa vậy? Vui mẹ. Cười lên. Trời ơi, nghĩ sao? Chuẩn bị có món ngon không rồi? Ủa là ông vui. 500 đúng không? 325 là đưa lại 175. Vậy em gửi đây chú làm đi, chú xin làm lấy. Ok. Rồi đi vòng vòng xuống mình coi chợ bên đây nữa nè. Bữa nay chợ nó có nhiều gian hàng thêm ở đây nha. Coi coi Út già chứ Út đâu có mua cá mua gì. Mua cá. Cá không có rồi. Mua chả cá hả? Quá trời cá già luôn. Kìa bên đây là ngân hàng không đó. Ngân hàng này được nè. Có hai xã. Cảm ơn mọi người nha, mua cá nha. Cá là mua tôm nè. Tôm nhỏ, tôm bự, tôm gà. Cá biển, cá hồi. Xuống. Này như kia vậy? Dạ, 16. Ủa cái đó có loại luôn không? Có loại nào cầu oxy cho con đi. Còn đều đâu. Không đầu mực thì nhiêu? Chị lấy cho chị mấy cái đầu bự. Lấy đi nhiêu? Con mua đồ mực cái Út đó, tôm dạy oxy vậy mới ngon đó. Sếp, nhà nhiều quá bà. Dạ, lựa con lấy sắp đi. Lấy bạp đi, mình lựa đi. Con lấy bạp đi. Con này mát dễ thương á. Lựa lấy sắp đi. À, chỗ nè, bỏ cái đổ đi. Ai đi chợ tôi kinh kế đây mua hải sản cái gì?
cá, chỉ có cá thôi. Bên đây là bán thu, bên đây là cá nè, cá đồng, cá nuôi cũng có, nhưng mà thường có cá đồng, đồ đồng rất là nhiều. Buổi sáng có một cái xe ở đây nè, có bà chị bà gom hàng đi Bình Dương với đi Sài Gòn, mình phải đi sớm thì có thể chia lại được, còn nếu là đi trễ là bả véo đi mất tiêu. Đi Sài Gòn tiêu. Đi Sài Gòn tiêu đó. Cả nhà nhìn từ góc bên đây nhìn qua dài qua bên kia thôi là cá nè. Cái bên đây có một cái gian hải sản nha. Thì cái cô này bán là bán cũng gần như là đủ đồ luôn. Phù hợp với cuộc sống của người dân mình ở đây. Chút xíu mình đi dài bên kia mua rau. Mua rau là bên kia. Thì để ý mấy trái dưa hấu chút xíu mua rau lấy cho chạy. Anh đi con mua trước đi, hai uống nước này lại đi. Cái lo chị. Dưa hấu này là dưa hấu không ngạt. Cái này bên đây là bao nhiêu một ký anh? Ở bên đó 6.000 hết hả? Dưa hấu chỉ có 6.000 một ký thôi, cái này mà nó cứ cửa sau đấy. Ủa cái này có bao ăn không? Dưa hấu có bao ăn không? Lại lựa gì hấu giùm mày, cô Lý. Dẫu khi thế dù. Dẫu khi thế. Dẫu gì vừa bể cho. Mấy trái à? Lựa đi anh kia, lựa gì em lấy gì. Mà chín mới được nha. Cái đó được hả? Trời ơi, đâu có được em đâu em. Ủa mua dưa hấu. Mày nhà mấy trái đó vậy đó, mày còn ăn á. Ôi, cái này dùng già, dùng già, chạy đúng rồi. Được rồi, được rồi, mấy trái này. Ba trái đó. Mấy trái này phải không? Rồi, em cảm ơn chị. Rồi. Lựa một trái tròn. Tính là lửa. Lấy trái tròn với trái dài đi, lấy trái bự. Tròn, thấy cái vỏ nó dày quá nè, nó quá à. Nó không ngon đâu, nó không ngọt bằng dưa. Dưa này vỏ dày rồi. Dạ. Để mấy cho nó mấy trái kìa ăn không được. Em ăn cái này đi. Ừ, cũng được. Rồi. Lựa một cái tròn. Ăn thử coi hai trái tươi xanh kia, lựa luôn đi. Có dừa này nào tao cũng có lựa dừa này nữa. Lấy trái nhỏ nhỏ thôi. Lấy dừa đấy em. Chín cái gì ạ? Dừa mà chín nha. Ủa dừa lựa dừa là phải dỗ nha cả nhà. Ừ. Lựa dừa dỗ vậy mới biết chứ dừa. Nè lấy trái này nha, lấy đây. Cái nào chính là mình chút rồi cho nó trái. Ủa bên anh bữa nay có nấm rô không chị? Anh nó trơn rồi. Ôi khách nồng quá. Ông bán rau quá. Ủa bên đây là mình không có trái nào. Ảnh đang lựa ngon cho mình. Thank you.
cái em kia chất lượng mình đồ chúng ta đi luôn rồi. Đồ có máy đi luôn rồi. 16 ngàn. Cái đồ nó trả tiền còn đồ nó ít hơn người ta. Có nhiều hơn người ta. Hai nhà kia, có 5 tỷ thôi. 3 hết 5 rơm rồi. Còn nắm gì nữa, đồ gà gì kia mà. Đâu? Đó. Ờ nắm. Mày trả 3 ngàn luôn. Rồi nắm đó đây, lên nắm đó đó. Nên bịch nắm đó đi. 27, 31 anh. Cái này 6 7 em ba. Ok, sao anh hết rồi hả? Cái này 6, anh có 6 ngàn hay 7 ngàn? Cái đó 6 ngàn à? 6 ngàn 12. Mấy trăm giam chị? Dạ em 50 đi chị. 800 giam giá. Rồi cái này 9 ngàn của anh. Ủa, nay có ngồi rí không? Không chị. Rồi cái này 10 ngàn. Hết rồi rí được. Rồi mua gì nữa? Xong. Xong chưa? Mua bún. Có bún chị. Chị lấy mấy ký? Lấy hai cái đó bịch đó mấy ký? Ký chị. Bịch ký lấy cho chị, em hai bịch đi. Em 2 ngàn chị. Hành nó lấy gì 5 ngàn cơ. Rồi 8 ngàn. Còn miếng. Hành nhà có. Có mua củ bỏ vô không? Không. Đi thấy rau ha. Bây giờ nay trời mưa quá mình không có làm gì hơn hết trơn, cho mình đi giờ mình đi thấy rau mình nấu lẩu cua đồng với gà ác. Thì mình làm lai gai xương xương buổi chiều tẩm bổ cho. Món là ngon à. Ăn chưa biết ngon không? Nào giờ có ăn gà ác nấu với cua đồng không trời. Chưa nghe kể thì cũng ngon rồi. Đang mưa lâm râm cả nhà ơi. Giờ đi kiếm rau đi. Đây nè. Đây mình đi lại đẳng mình coi thằng Giang trước đi, rau dền thằng cháu Giang á. Hái mồng tơi nữa. Cái rau dền đó. Ủa mồng tơi của mình ở đâu? Giang. Dạ chứ đâu. Cái bụi chỗ nào? Giang đang tưới mít. Ê, cái bét này phun đẹp quá Giang. Bét này tưới đẹp quá nè, mưa lâm râm cả nhà, không có đủ nước cho nên phải tưới. Mà Giang tưới gì hồi mưa lớn bây giờ. Món rau đầu tiên là mồng tơi. Mồng tơi ôm cái cục điện. Trời non nè. Ồ qua bên đây nè bác. Ờ bên đây nè. Giờ bên đây nè. Trời mưa thiệt cả nhà. Mưa lâm râm mà. Phải mưa lớn lớn dần dần nó khỏi tưới. Ừ đúng rồi, giác nãy tưởng đâu mưa lớn rồi không á. Mà mưa lớn rồi sao mình đi hái rau? Mưa lớn mình đi hái rau sẽ được. Họ phải lặn luôn nha. Ngắt ngang là phải lặn luôn á. Cái này là bao luôn xịt thuốc đó. Không bao giờ có. Bao có xịt thuốc hả? Bao xịt thuốc nghĩa là bao sách hàng bao là đó giờ không. Nó nói Giang nó nói bao xịt thuốc. Bao không có xịt thuốc. Bao rau sạch. Bao rau sạch. Thuốc ơi. Cỡ này mưa có gì đâu sợ. Cái này mưa cái lúa xuống nãy dòng kiểu đó ha, mà gặp mưa lớn nữa út có sao bà còn bỏ cánh trắng không mất á út mà lúa mưa lớn nữa. Cái lá đài ra lá đài dài quá út hả, cái đài dài quá ủa kỳ á để bà không dùng được không mà không giải được có rê không không thứ một không, sao dài vậy ta thứ một tại đất sẽ khô mình nhấn là tại đất sẽ khô
tên món ngày mưa nghe cả nhà. Lẩu cua đồng, gà ác, hải sản. Đây. Đây là hai con gà hồi sáng mình mua. Còn đây là cua nha, chú Út mới vừa đâm xong. Đây là đồ mực. Rồi tôm. Rồi một rổ rau. Đầy đủ loại rau tập tàn mới hái, nước, hành lá, tỏi, hành, ớt. Rồi. Xin mời đầu bếp. Bật ra. Cua nó bắt đầu nó sôi rồi, cái nhà nó nổi thịt lên rồi. Cái gì? Rồi cái phần chính là cái gì? Bảy. Bảy gì? Gà mở vô. Gì lớn hả? Được rồi, họ nấu nó còn teo. Gà nó không teo đâu. Gà nó cũng tơ chứ không có gà. Chặt thấy cảm giác nó dai không? Dai. Chặt nó dai à. Nghe 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 rất ngọt. Ngọt. Bột nêm. Nước mắm. Nước mắm. Cho thịt vào hả? Ừ. Ồ. Lấy luôn, lấy nước luôn. Nè, xuống đi. Dặn nè. Dùng luôn liên tục luôn con. Mình ăn lẩu mà phải không? Ừ, thay nước nhiều mới được. Rồi để còn thiếu nước. Chờ. Để giảm lại đồ nữa. Cho mấy dùng luôn nữa đi. Rau. Hết luôn đi. Có mấy cái xác cua nè. Ôi cái mỡ gà nó ra nó vàng cái gì. Đúng rồi, gà mặt. Ồ, gạch cua nữa nè cả nhà. Cua thì nó. Đây. Rồi ức đã hoàn thành rồi, mình đi mình múc ra. Mình ăn, mình bắt lẩu, mình hưởng thức coi. Nè Út, thỉnh tay Út múc nha. Tôi đứng trong đây mới đúng nè. Đứng tào lao. Ừ, hai đầu hay gì? Có hả? Không múc được, chặt ra rồi sao? Có cua luôn đó, cua đó, nước trong thịt cua đó nhiều ghê luôn ta. Dạ ông hả? Không múc đi, múc đi, múc lỏng lỏng đang thầm để mà ta mực nước này, nước này, nước ha. Đó trời ơi. Dạ ba nghe. Rồi. Cái này của người lớn là bỏ tiêu được nè. Cái này có bỏ tiêu không Út? Để ngoài đi, để dạ, chà là không bỏ vô phải không? Hôm nay là gia đình mình buổi cuối tuần cả nhà. Mình có một chuyến đi chợ để tẩm bổ cho cả gia đình nha. Nấu lẩu cua đồng, nấu với gà ác với hải sản. Các con nhìn thấy có ngon không? Ngon, hèm quá à. Hèm quá hả? Chảy nước miếng luôn hả? Chảy nước miếng luôn hả? Để má bật cái bếp lên nấu cho tụi con ăn trước nha. Nha. Dạ. Đâu?
Chào các con. Con chào cả nhà. Dạ chào cả nhà. Ô mẹ, con mang giải nước biếc tới cỡ này. Ơi, ghê quá. Rồi, nên là làm chén lên đâu cũng đưa cho đũa cho. Cho anh bưng quả đi. Đây này có anh đất nè. Đất màu trắng nè, này màu đen. Nó cười. Hả mà đứng con hả nó bắt giữ đâu, biết quá bự luôn. Đứng được. Không. Bỏ bỏ vô đi xôi. Thơm quá rồi. Dạ người, dạ người. Nấu cua mà không thơm sao được. Năm sáu rồi, sáu người sáu con. Cái mực, cái mực đi, cái mực. Nó để lên rồi nè bố. Nắm một ly nhẹ sáng mua nè. Nhờ bác nút nhắc kìa nhớ rồi. Rồi để lên. Thì bỏ nấm vô luôn chứ, bỏ nấm vô nồi luôn nè, để nó chín luôn kìa. Lên nữa. Được rồi, miếng đầy quá. Bà ăn mắt tôm hả? Cuối tuần sum họp. Chào cả nhà. Wow, lẩu quá thơm à. Hôm nay là đi chợ Tân Công Xính. Rồi em bé ăn đi. Cũng đất này đây. Các con ngon không các con? Dạ ngon. Đất ngon đất. Gì vậy? Có mời ông bà cô chú ăn. Mẹ ơi, cái món này làm ngon vậy? À, ông Út Tiền Giang làm. Rồi con mời ông bà cô chú ăn đi. Dạ mời ông bà, dạ con mời ông bà cô chú ăn. Cái đồ. Dạ con mời ông bà cô chú ăn. Ừ, giỏi. Rồi, xin mời cả nhà mình thưởng thức lẩu cua đồng gà hát hải sản. Tăng cường thêm cái nấm nữa đi, chắc ngon lắm rồi. Làm cho tới cuối cùng mới nhớ đến đó. Sáng quên nữa. Sao không nhớ ta? Cái gì? Gà chay ngon quá. Nồng mướt. Lên bún đi, Út mình gấp bún sẵn cho chén đi Út ơi. Gấp bún sẵn cho chén đi, tới rồi nè. Thiếu gì ta? Mực. Tôm. Rồi. Mực. Đầy đủ. Có đâu mới có gà. Tôm chứ có tôm. Thôi gì được rồi. Mực. Út ăn nó chủ yếu cua đồng với gà. Ớt nữa nè. Có ớt đâu bạn có. Ồ bé Tôm. Có to dữ vậy. Rồi mời cả nhà ăn lẩu cua. Mời cả nhà. Luộc cái gai kéo cái đi vô. Rồi. Mời cả nhà. Vô nè. 1 2 3 vô. Mời cả nhà đi ra cả nhà. Lẩu cua đồng gà. Rồi bên đây mình lấy gì mình vô tôm đâu? Hồi ôi cái chén cuồng tôm kìa, cái gì dữ vậy? Thôi trẻ con không được uống một cuộn. Vậy chứ uống cái gì, uống trà đá được không? Để đỡ đi. Nhé. 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 Miếng mật tiêu của nó. Rau chay, rau dền. Rồi. Cái chùm dầu chai nó mau quá, con hộp có mấy con cộng một leo queo, bữa nay nó nở tới cả vậy đó. Mười mốt mưa dầm á, nó mới non mới đã. Thời tiết hôm nay là mưa lâm râm mát mát nữa, ăn cái món lẩu này là quá hợp lý. Dành cho tiếng Bắc hay quá, tại sao mà bắt đầu tâm chân trắng. Bữa nay đi chợ Bắc nữa ta. Bữa nay đi chợ Bắc, dạ hợp. Quay phim Bắc. Tính đâu mà đi bắt cua rồi sao mà có dính luôn tôm này nữa, mật.
mấy em bé nó hưởng ứng dữ. Nhức nách các bạn ơi. Ừ. Rồi mời mời đầu bếp. Mời đầu bếp liền. Cho đầu bếp cái số một số điểm nhỏ nhỏ. 10 điểm. 10 điểm sao? 10 điểm. 100 điểm. Gồ quá vậy. Ghê chưa? Trời giám khảo kia quá dễ. Có làm tới 100 luôn à. Có fan mà anh ơi. 200 điểm. 200-300 điểm luôn à, dữ vậy? Dạ. Đẹp. Ai đẹp? Ai đẹp? Ai đẹp? Ai đẹp? Ai đẹp? Ai đẹp? Năng lực ơi. Ai đẹp? Thuận thời nấu đi. 1 2 3. Go. Rồi sáng tao Nghiệp đi chợ về gặp ông Út á, kêu Út. Mẹ chạy đâu mẹ? Nói gì? Chắc lấy nước uống. Ủa tôm đâu ăn xong chưa mà ăn dưa hấu rồi. Sáng thấy anh nó bán dưa hấu không ai mua hết, tội nghiệp quá, mua giùm 2 trái. Mà chín ngon à. Dưa ngon à. Hắc Mỹ Nhân. Mẹ lên lấy đồ cho con rồi. Qua ăn đi. Ở bên đây có gạch cua khử mỡ hành sao? Mẫn không để. Hải, anh Hải xuống đó đi Hải. Cực kỳ thơm sao? Hải. Anh đi ấm. Có hương vị cua ngon dữ lắm, ngon. Gạch thơm mà. Như vậy nè. Múc cho đủ bài rồi. Còn tôm đâu? Tôm, mực, gà. Cái đầu nó thái vô cái giá hoài vậy ta. Biết đi. Chuyện qua cho thằng Tôm á ba. Nếu mà đủ là đầy chứ. Ông Tôm cho thằng Tôm hút cấp sao? Cái gì? Cái đầu á. Nó nguội cho nó. Đây đây đây. Hai đầu hả? Đầu chân cánh. Nè cái này để đâu cho nguội em bé đây. Ê nóng cái tay mẹ làm gì vậy? Đã đang sợ nóng mà mẹ lấy tay mẹ hút. Còn cái này á. Đi xin nguyện tao hủ. Trang mini vậy? Trang mini. Nóng. Nữa đi. Nữa hả? Đọc hấp dẫn gì con ơi, đâu có ngon gì đâu. Nhìn cháu em yêu dấu không nhỉ? Trời ơi, khe bụng bự. Mời cả nhà. Gà này ngon không? Béo. Béo quá. Dày béo. Ủa nó nghe nè Giang. Phát hiện cái gì không? Vậy. Cái món lỗ tai của cưng đâu, lỗ mũi của cưng đâu, hèn chi sớm giờ thấy nghe thấy thiếu không, nhưng mà cái này không ăn thịt gà thôi, nhưng ăn mấy kia vẫn được đúng không? Được phải không? Tại vì trời mưa tôi phát hiện, mà tại trời mưa tôi không bày đó. Rồi vậy thôi, để bữa khác cưng ơi. Gì nữa? Nướng lỗ mũi lỗ tai nướng. Anh Hải cho ý kiến về món ăn chiều hôm nay. Ăn này ngon hơn nhiều thấy không? Tuyệt vời cả nhà. Tuyệt vời. Đúng. Món ăn hết. Rồi anh Nguyễn với ông Sáu cho ý kiến rồi. Nhức nách. Sao ông làm hết cái này tới chén khác? Còn anh Nguyễn là lý do gì mà anh ăn dưa hấu không vậy? Anh không ăn gì cho vậy? Dạ phát rồi, anh cũng hết chén này tới chén khác hết chứ. Gà ác rồi cua nó thiếp lắm này nữa, thứ gì mà chịu nổi. Video ngày hôm nay cũng rất là dài rồi cả nhà. Bây giờ hàng sẽ kết thúc. À, bà Sáu chắc ăn không ngon nữa ha. Không ngon bây giờ 6 chén rồi. Ủa gì ghê vậy? Mẹ giỡn hả? Thôi trời, chứ 3 chén à. Cái gì? Gần 6 chén rồi. À, bà xã Giang ăn đi. Dạ. Mày có tài trợ cho một dĩa viên nè. Trời ơi, tài trợ. Nè, sẽ kết thúc video ở đây nha cả nhà. Thì lâu lâu thì cuối tuần thì mình sẽ có chương trình đi chợ nấu đồ ăn để tẩm bỏ cho gia đình, anh em hàng xóm. Bây giờ thì Hằng cũng sẽ xuống thưởng thức cho gia đình nha. Chúc cả nhà một buổi chiều tối vui vẻ, một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Chào cả nhà.